Tại phường Tân Chính tối qua, các đại biểu lãnh đạo phường và quận Thanh Khê đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương tưởng niệm để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường đề nghị các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là quan tâm đến công tác giáo dục dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em họ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất lẫn tinh thần. Dịp này, phường Tân Chính đã trao 43 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị là 46 triệu đồng.